Chiều 19 tháng 6 tại huyện ủy, đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Mai Tính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn giám sát đã công bố quyết định giám sát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị về phía huyện có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, đại diện đoàn giám sát đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, kế hoạch kiểm tra và lịch làm việc của đoàn tại đơn vị được kiểm tra về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện đối với Ban Thường vụ huyện ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư huyện ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, đồng thời hướng dẫn đề cương báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Theo kế hoạch, sau thời gian nghiên cứu các báo cáo, đoàn sẽ tiến hành giám sát tại một xã và có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Dự án huyện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Thông qua giám sát nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên được giám sát trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân vi phạm. Việc giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của đảng, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được giám sát. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Mai Tính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát, trao đổi một số nội dung liên quan đến đợt giám sát, đề nghị huyện Lang Chánh quan tâm tạo điều kiện cho các thành viên đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên đoàn giám sát tập trung thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị được giám sát. Thay mặt huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, đồng chí Đỗ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhất trí cao và nghiêm túc chấp hành quyết định giám sát của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, huyện ủy, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc giám sát hoàn thành theo kế hoạch đề ra.